luôn. Cái nét đó là mạnh bạo. Anh bớt sức lại xíu anh. Chả biết. Chả biết. À là do vậy. Anh Minh đánh hừng hực á. Anh Minh bình tĩnh nha. Chạy. Chạy. Từ từ cẩn thận. Ổn không? Anh vui không? Vui mà. Anh vui không? Anh vui không? Vui. Đó. Coi như là được. Đó. Chơi là phải hết mình. Một cái. Xin mời hai nhóm bạn nhìn lên màn hình. Trong bốn bức hình sau đây, con nào là con cấy? A, B, C hay D? Bắt đầu. Chạy. Ổn không? Anh vui không? Vui mà. Anh vui không? Anh vui không? Vui. Đó. Coi như là được. Đó. Chơi là phải hết mình. Một cái. Chắn là D ạ. Ai mới nói chắc chắn là D ạ? Em. Tại sao? Vì là con cái đặc điểm của nó là nó sẽ có màu đỏ. Nhưng cái mà càng màu cái đỏ. Càng màu đỏ. Nhưng mà ABC em thấy nhìn nó xem như màu đen ấy, không có màu đỏ xíu nào. Thực ra là em du học ở đây 40 năm rồi. 40 năm? Em chưa thôi. Dạ con chào cô. Con năm nay 60 tuổi hả cô? Nói thiệt với bạn nha, câu này nhiều khi á, người Việt Nam gặp còn hơi cứng. Đây, không biết nha. Như vậy đồng nghĩa với việc câu trả lời của nhóm Son và An là câu trả lời chính xác. Hai bạn. Họ nhà cua thì có rất là nhiều những cái con giống như vậy. Cúm, con cua, con còng, con ba khía. Đều là thân cứng. Thì cấy thuộc họ nhà cua có kích thước nhỏ như là cua đồng. Nhưng mà càng của cấy thì nó sẽ to hơn cua đồng. Và điểm đặc biệt nữa đó là càng của cấy màu đỏ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Mình cũng sẽ chơi hết mình như An Toàn. Câu hỏi hợp quá. Bây giờ xin mời hai nhóm bạn, chúng ta sẽ tiếp tục nhìn về màn hình. Hãy hoàn thành bài đồng giao sau đây. Một con cua đua vô hang, hai cái càng và 8 cái que. Hai con cua đua vô hang, .. cái càng .. cái que. Bắt đầu. Đúng rồi. Bốn can can ơi, có gì 16 cái que. Một con cua đua vô hang, hai cái càng và 8 cái que. Hai con cua đua vô hang, 4 cái can, 16 cái que. Wow. Em biết không? Em biết, em lấy con cua hai càng, em sẽ nhân đôi lên. Vì hai con cua thì sẽ là 4 cái càng và 16 cái que. Ủa sao câu gì nó dễ hiểu quá vậy? Mà sao nó logic quá, chẳng lẽ nó không có lắc léo gì hết. Cái cuối cùng suy ra nó vẫn là 4 cái càng, 16 cái que. Bài này là bài đồng giao, và đồng giao thường dành cho ai? Con nít thì nó phải dễ hiểu và nó phải đơn giản, hiểu không? Cái bài này mà cứ cho đếm hoài là mình đếm cuối đời đó em. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một đoạn nhạc sau đây. Nghe đi rồi tính. Bắt đầu. Em đi mình ơi mong vương, duyên dáng mời khách lạ ngàn phương. Cà Mau mặn thề Mau mới, về Cà Mau là thấy nương em rồi. Trời ơi. Chưa biết câu hỏi nữa mà. Chưa biết câu hỏi. Trước khi chúng ta lắng nghe câu hỏi thì thứ nhất là mình bình tĩnh. Bài mốt có bài hát, có câu hỏi về bài hát em phải để chị hát luôn. Dạ đồng ý nha. Mời ca sĩ hát. Dạ ba mẹ ơi, lần sau mà có bài hát để chị Bu Ca hát giùm con nhé. Ok. Xin cảm ơn ba mẹ. Câu hỏi như sau. Em đứng mình ơn một hướng, vậy mình ơn có nghĩa là gì? Bắt đầu. Mình ơn có nghĩa là một mình. Mình ơn có nghĩa là một mình. Em đứng mình ơn một hướng có nghĩa là em đứng một mình một hướng. Em đứng một mình một hướng là một câu trả lời chính xác. Yeah. An giỏi quá.
Mình không biết từ mình ên hả? Không. Chưa nghe bao giờ. Son có biết cái chữ mình ên này nè, là được đọc chạy từ tiếng Khmer. Dạ không à. Chữ mình ên là được, là có từ mượn của từ Khmer. Wow. Bây giờ xin mời hai nhóm bạn chúng ta tiếp tục nhìn về màn hình. Trong 8 món ăn xuất hiện ngay sau đây, món ăn nào có xuất xứ đến từ miền Tây? Bắt đầu. Phở, cơm niêu, bún quậy. Em chắc chắn 100% là bún mắm. Cái cô này nè, chào mừng giấy chứng minh rồi. Sabaydi nồng sư và xón xoắn, nồng mát chặt và thịt lao. Thôi đúng rồi, rồi tên rồi đó, tên rồi, tên rồi. Phương án mà các bạn chọn là bún mắm xuất phát từ miền Tây. Xuất xứ chứ sao xuất phát, em có đi đâu mà xuất phát. Em không có đi đâu nữa đâu. Và em xin được công bố bún mắm là một câu trả lời chính xác. Giỏi quá con ơi. Hãy hoàn thành câu ca dao tục ngữ sau đây. Chấm 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 xe cát biển đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. Bắt đầu. Bắt đầu. Trời ơi, dễ dàng quá, dễ thương. Dễ thương. Chết rồi, không biết. Con còi cống, con cái... Con cái cối, cái cối. Anh tự gợi ý luôn. Cái hành động này là gì? Dạ. Rồi ok, chúng ta đi ăn lòng. Chúng ta có lòng non, lòng già. Cái phần... Trời ơi, diễn tả tới vậy luôn hả? Chàng. Đúng rồi. Thôi, dã chàng. Dã chàng xe cát biển đông, đúng rồi. Dã chàng xe cát biển đông, nọc lòng mà chẳng nên công cần gì. Chết chết. Thế chứ bạn. Come on you go. Chia nửa đấy, chia nửa. Rất là trân trọng. Ồ, dễ thương. Xin quá. Xin nhận của tại hạ một... Quá là tuyệt vời. Ví von cho những cái người mà mình làm những cái việc mà nó cao vời, nó cao siêu quá. Khả năng của mình thì nó chỉ tới đó mà làm. Không được đến nơi đến chỗ, không thể nào hoàn thành được á. Hoặc là làm những cái việc vô ích. Vô ích. Nó không có ý nghĩa gì cả, mình mất thời gian vào nó. An đã giúp cho Yurabo trả lời được câu hỏi vừa rồi. Quá tuyệt vời. Hay quá. Liệt kê ít nhất 5 món ăn Việt Nam có từ chả hoặc từ giò. Bắt đầu. Còn lũ cái chống ta luôn. Cái nét đó là mạnh bạo. Anh bớt sức lại xíu anh. Chả có. Chả cua. Chả gì nữa, anh tự nhớ câu này đi, cái từ này dễ nè. Chả gì. Chả biết. Chả biết. Chả giò. Chả lúa. Chả quế. Năm. Chả quế. Rồi hết rồi, năm hết rồi. Vẫn gửi viên kim cương này về sự đáng yêu và dễ thương này. Xin chúc mừng gia đình của chúng ta. Câu hỏi tiếp theo. Hãy lắng nghe đoạn nhạc sau đây và đếm xem có bao nhiêu từ Tết trong bài. Nghe đợi nghe câu trả lời cái đã. Mình xin trả lời là trong cái bài hát vừa rồi á, mình nghe được là 14 từ Tết. 14 từ Tết là câu trả lời
Chính xác. Wow, trời hay vậy ta. Sao cái chân dài, dài quá, chân dài quá, chạy nhanh. Basket. Còn dài ra. À, là do vậy. Anh Minh đánh hừng hực á, anh Minh bình tĩnh nha. Bây giờ mời hai gia đình cùng nhìn lên màn hình. Điền từ còn thiếu trong câu sau. Mâm chấm chấm cổ chấm chấm bắt đầu. Bắt đầu. Cháy. Cháy. Anh sẽ làm gì vậy? Hỏi nhăn quá không nghe kỹ. Nhăn quá không nghe kỹ. Anh Minh đánh hừng hực á, anh Minh bình tĩnh nha. Hỏi nhăn quá không nghe kỹ. Anh nói hỏi gì? Mâm cao cổ đài. Mâm cao cổ đài. Đài là câu trả lời như thế nào chị Nhu? Là chúc mừng anh. Yeah, chúc mừng anh. Trời ơi, anh được kim cương mà em vui ghê. Mâm cao cổ đài tức nói về cái sự sung túc của một gia đình, nó thể hiện cái sự hưng thịnh hạnh phúc. Biết bởi vì coi để trên một quyển sách khi ảnh học về tiếng Việt, ảnh ở trong cái cuốn sách đó nó có để cái câu này nên là khi nào để. Khi anh nhìn thì ảnh nhớ được cái câu đó. Tiếng Việt anh không rành nhưng tục ngữ thì ảnh rành lắm. Lần trước anh đến nhà mình ảnh đó thì chị cũng nói ảnh nói rất là nhiều cái hai giao tục ngữ ngạn ngữ, anh nói rất là nhiều luôn mà không biết là anh học từ đâu. À là anh thì đọc trong sách ra đó. Chú tủ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Chưa anh ơi, trời ơi. Ôi, cái tướng anh to á. Anh gì nè, anh hùng hồn với em sợ lắm luôn. Mời hai nhóm bạn cùng nhìn lên màn hình. Thôi anh đừng nhìn, anh đừng nhìn. Bạn đang có việc gấp nhưng đang đi thì bị hư xe, thật là su cà na. Vậy su cà na có nghĩa là gì? Bắt đầu. Anh Minh ơi, anh chạy có hai bước là tới rồi. Su cà na có nghĩa là gì? Thì kiểu một cái câu của tuổi trẻ khi họ muốn nói là kiểu xui lắm, không may, kiểu đó. Thiệt luôn, em nói cái câu này mà anh trả lời sai là anh xui lắm á. Là anh xui cà na thiệt luôn á. Xui cà na, thiệt luôn á. Nhưng mà cái này em nói thiệt nha, câu này anh không thể nào sai được. Chúc mừng. Câu hỏi như sau. Quan sát hình ảnh và ghi vào bảng, đâu là mâm cổ tương ứng với ba miền Bắc, Trung, Nam? Bắt đầu. Sao tôi hồi hộp quá đi không á. Đây. Bây giờ mình sẽ kiểm tra kết quả gia đình của anh Thiêm trước ha. Mâm cổ của miền Nam chính xác, miền Trung chính xác, miền Bắc chính xác. Bên đây. Cái này là chuyến đó. Miền Nam chính xác. Nói chung là cả hai gia đình chính xác hết. Cả hai nhóm đều đưa ra câu trả lời chính xác. Tuy nhiên chút xíu ở cái tích tắc ngay cái vị trí cái trống này, đó là mình không có kịp lấy cái dùi trống thì viên kim cương sẽ thuộc về nhóm bạn chị Nhung, Ellie và anh Thiền. Dạ, cảm ơn gia đình mình. Con mày gì đây? Hello. Anh yêu luôn. Ok. Con sơ gì ra? Sơ tam mùi bún. What? Ủa gì vậy? Tam mùi bún. Ôi, cặp đôi cùng đẹp quá. Chào mọi người. Chúng ta sẽ ăn một bữa ăn liên quan đến nghệ thuật. Mọi người tránh ra. Ủa, đến chưa? Cái nghề này hợp với làm đó. Hay quá. Mình sẽ muốn không? Hay quá. Là cái mâm này ăn nấu hả? Đúng rồi, mình nấu. Mời để. Wow. Muốn mổ. Mọi người sẽ nấu 8 món này nha. Cái gì vậy bà nội? Bác nấu cái này trong vòng bao nhiêu? Trong vòng 60 phút. 60 phút. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn.
Trời ơi, dễ sợ chưa? Chào anh, em là con gái miền Tây. Wow. Mới lên thành phố được có mấy ngày. Không, cái này mới đúng là ở trong bếp. Cái này mới đúng là ở trong bếp. Cùng đón xem nhé, Gia Tùy Tục vào thứ hai hàng tuần lúc 20:30 trên kênh VTV3 và 21:30 trên kênh YouTube TV Hub.